Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá tối muộn ngày hôm nay 21 tháng 3 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Cập nhật bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển tại Đông Nam Á ở vòng loại World Cup 2026, Thái Lan và Myanmar gây sốc. Đại gia mới của V-League ra thông báo nói thẳng về tin đồn chiêu mộ Đình Bắc. Thêm tài năng Việt Kiều về Việt Nam chơi bóng chờ ngày lên đội tuyển Việt Nam. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì các đại diện của Đông Nam Á bước vào loạt trận thứ 3 của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với các kết quả khác nhau và cũng đã có những bất ngờ lớn đã xảy ra. Đầu tiên thì trận đấu tại bảng F giữa Việt Nam và Indonesia, chúng ta đã nhận thất bại với tỷ số 0-1 tại sân Bung Karno. Và một lần nữa, thầy trò ông Philippe Chaouzier không đòi đành món nợ ở vòng chung kết Asian Cup 2023, mặc dù là hiệp 1 chúng ta chơi tương đối tốt. Tuy nhiên thì sai lầm cá nhân của hàng thủ lại khiến chúng ta ôm hận thêm một lần nữa trước đội tuyển Indonesia. Có lẽ bất ngờ nhất ở vòng loại thứ hai trong dịp FIFA Days 21 tháng 3 này đó là Thái Lan. Cụ thể là Thái Lan đã tạo ra bất ngờ trước chủ nhà hùng mạnh là đội tuyển Hàn Quốc. Thái Lan làm khách trước Hàn Quốc ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt 3 bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Tại sân vận động Seoul World Cup, voi chiến là đội ép sân đối phương ở khoảng 15 phút đầu trận. Thái Lan tạo ra hai pha dứt điểm đáng chú ý. Tuyển Hàn Quốc sau đó lấy lại thế trận. Họ cầm bóng nhiều nhưng gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành của Thái Lan. Son Heung-min đã có vài pha bỏ lỡ trước khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Cụ thể là phút 42, từ pha trả ngược bên cánh trái của Lee Ji-sung, Son Heung-min đã dứt điểm một chạm giúp cho Hàn Quốc vượt lên dẫn trước. Thủ thành của đội khách chơi tập trung khi những đầu ngón tay của anh từ chối cú sút xa của Jong Woo-young. Phút 62, Thái Lan có bàn gỡ hòa bất ngờ do công của Suvanat người vào sân từ ghế dự bị. Sau bàn gỡ hòa thì thế trận diễn ra căng thẳng, Son Heung-min đã không được công nhận bàn thắng ở phút 86. Trong tình huống này thì Kim Jin-soo đã căng ngang cho Son Heung-min và cầu thủ của Tottenham đệm bóng vào lưới trống nhưng không được công nhận do Kim Jin-soo đã việt vị. Cuối cùng tỷ số là một đều và với trận hòa một đều này, Thái Lan hiện có 4 điểm sau 3 trận, trong khi đó Hàn Quốc dẫn đầu bảng với 7 điểm. Singapore cũng là đội gây bất ngờ ở vòng đấu này khi họ cầm hòa thành công trước đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 2 đều. Một bất ngờ nữa của một đại diện đến từ Đông Nam Á đó là Myanmar. Họ đã có trận đấu quả cảm trước bại tướng của tuyển Việt Nam là đội tuyển Syria. Sau hai trận toàn thua trước đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 0-5 và đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với tỷ số 1-6, Myanmar rất khát khao để có được thắng lợi đầu tiên tại vòng loại thứ hai của World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuy nhiên thì đối thủ của họ ở lượt thứ ba này là đội tuyển Syria, đội hạng 89 thế giới, xếp trên đến 73 bậc so với Myanmar là hạng 162. Bởi vậy mà đại diện Đông Nam Á được dự đoán là sẽ gặp khó trong cuộc tiếp đón Syria. Thế nhưng đội chủ nhà Myanmar đã có màn thể hiện đáng khen ngợi trước đối thủ mạnh như là Syria. Trong hiệp 1 thì dù liên tục bị ép sân nhưng đại diện Đông Nam Á lại cho thấy khả năng phòng ngự khá ấn tượng. Ở chiều ngược lại thì đội tuyển Syria dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng đã không tạo ra được sóng gió thực sự cho chủ nhà. Với một số cơ hội ghi bàn ngon ăn thì đại diện Tây Á đã không thể tận dụng tốt cũng như làm khó thủ thành bên phía Myanmar. Mãi đến phút 71 thì từ tình huống phối hợp đá phạt góc, cầu thủ vào sân thay người là An Dali đã dứt điểm đưa bóng đập trúng người cầu thủ chủ nhà Myanmar, bóng bật ra và anh này tiếp tục đá bồi thành công. Dẫu vậy thì đây tất nhiên không phải kết quả mà Syria mong muốn. Cuối cùng thì Myanmar đã cầm hòa thành công đội tuyển Syria với tỷ số 1 đều. Cần nói thêm rằng là Syria từng thua Việt Nam 0-1 trong dịp FIFA Days hồi tháng 6 năm ngoái. Như vậy là kết thúc loạt trận trong chiều và tối ngày hôm nay thì ở tại bảng B nơi có sự hiện diện của Myanmar, họ có một điểm xếp cuối cùng khi có trận hòa trước Syria. Ở tại bảng C nơi có sự có mặt của Thái Lan và Singapore, khá bất ngờ Thái Lan hiện vẫn đang đứng thứ hai bởi Singapore và Trung Quốc đã cầm chân nhau với tỷ số 2 đều. Hiện tại thì Thái Lan đang có 4 điểm, Trung Quốc cũng có 4 điểm, nhưng kém Thái Lan về chỉ số phụ, Singapore đứng cuối bảng. Ở tại bảng D thì hiện tại trận đấu giữa Malaysia và Oman chưa diễn ra. Trận đấu này diễn ra vào khung giờ 1 giờ ngày 22 tháng 3. Và cuối cùng là ở bảng đấu của chúng ta,
bảng F, hiện Việt Nam sau trận thua Indonesia 0-1 tụt xuống vị trí thứ 3 với 3 điểm. Indonesia đứng thứ 2 có 4 điểm. Trận đấu giữa Philippines và Iraq sẽ diễn ra vào khung giờ 2 giờ ngày 22 tháng 3. Đại gia mới của V-League ra thông báo nói thẳng về tin đồn chiêu mộ Đình Bắc. Các bạn thân mến, trong những ngày qua thì câu lạc bộ Nam Định được cho là đang đàm phán để chiêu mộ tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc sau khi cầu thủ này không về với câu lạc bộ Hà Nội. Cách đây ít tuần thì tưởng chừng như là Đình Bắc sẽ trở thành người của Hà Nội FC với bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm rưỡi từ câu lạc bộ Quảng Nam. Ba bên đã thống nhất các điều khoản sơ bộ, Đình Bắc cũng đã đồng ý miệng sẽ về với câu lạc bộ thủ đô. Nhưng sau đó thì Đình Bắc bất ngờ muốn thay đổi, không về Hà Nội FC. Vụ việc đã tạo ra nhiều tranh cãi về phía câu lạc bộ Hà Nội, cho rằng Đình Bắc thiếu chuyên nghiệp. Sau đó ít ngày thì bên cạnh tin đồn một câu lạc bộ Nhật Bản sẵn lòng chiêu mộ Đình Bắc và trả mức lương rơi vào khoảng 10.000 USD một tháng. Có thông tin cho rằng Đình Bắc đang đàm phán để về với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, nhưng mới đây nhất Thép Xanh Nam Định đã ra thông báo rất rõ ràng. Nguyễn Đình Bắc không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Việc tuyển chọn nhân sự luôn được ban lãnh đạo và ban huấn luyện của đội bóng tính toán và cân nhắc cẩn thận. Giám đốc điều hành của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định là ông Nguyễn Quốc Phong khẳng định. Thép Xanh Nam Định hiện đã tăng cường nhân sự mạnh mẽ để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của V-League năm nay. Tuy nhiên thì các cầu thủ được nhắm tới phải phù hợp với tiêu chí mà ban lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng đưa ra. Đội đã có 3 sự bổ sung nội binh trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa là trung vệ Lê Ngọc Bảo, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Như vậy là vẫn không biết chính xác tới đây thì Đình Bắc sẽ trở lại Quảng Nam hay đến một đội bóng mới. Về cơ bản thì dù vướng lùm xùm do bị vi phạm kỷ luật về giờ giấc tại câu lạc bộ Quảng Nam, rồi lại đến chuyện quay xe chuyển nhượng cùng Hà Nội FC, Đình Bắc vẫn là cái tên rất hot trên thị trường chuyển nhượng. Tài năng của tiền đạo trẻ mới 20 tuổi này là rất lớn khi Đình Bắc thể hiện được bản thân tại cấp đội tuyển quốc gia. Trước đối thủ mạnh như Nhật Bản ở vòng chung kết Asian Cup vừa qua thì nếu có một môi trường tốt, định hướng đúng đắn, Đình Bắc có thể phát triển trở thành tiền đạo ngôi sao trong tương lai và đó cũng là điều mà bóng đá Việt Nam rất cần. Và như đã biết thì hiện Đình Bắc đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tại Indonesia và sẽ thi đấu với đội chủ nhà vào lúc 20:30 ngày hôm nay, 21 tháng 3. Ở trận này thì Đình Bắc được ra sân đá chính cùng với các đồng đội. Thêm tài năng Việt kiều về V-League chờ ngày lên đội tuyển quốc gia. Các bạn thân mến, Kaelin Nguyễn từng được huấn luyện viên Philippe Jouzier chú ý và bây giờ anh đang đặt định hướng phát triển tại V-League. Kaelin Nguyễn, cầu thủ trẻ Việt kiều Lee Jordan, đã gây bất ngờ khi xuất hiện và tham gia tập luyện cùng câu lạc bộ Hải Phòng tại V-League sau khi ký hợp đồng với câu lạc bộ Wellington Olympic AFC vào tháng 2. Nếu anh chuyển đến Hải Phòng thì khả năng sẽ là một bản hợp đồng cho mượn. Sinh năm 2003, Kaelin Nguyễn có chiều cao ấn tượng 1m86, chơi ở vị trí tiền đạo cắm và đã ghi được 8 bàn sau 20 lần ra sân trong năm 2023. Anh này từng suýt được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam cho giải Panda Cup tại Trung Quốc nhưng đã bị hủy do anh chưa có quốc tịch Việt Nam. Cha của Kaelin Nguyễn là ông Nguyễn Trường Khoa, giám đốc của Việt River Holding và là thành viên của Liên đoàn bóng đá Úc, mong muốn là con trai của mình có quốc tịch Việt Nam để có cơ hội thử sức tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi đã lên đại sứ quán để hỏi về thủ tục. Việc này chắc là cũng cần thêm thời gian và sự giúp đỡ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cho con trai mình hoàn tất giấy tờ cần thiết. Ở New Zealand, đa phần các cầu thủ trẻ đều muốn sang châu Âu thi đấu. Nhưng tôi nghĩ bóng đá châu Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng hiện nay cũng đang rất phát triển. Dù không chia sẻ nhiều, nhưng tôi tin là con trai tôi rất muốn thử sức với màu áo đội tuyển Việt Nam hoặc xa hơn là được về Việt Nam thi đấu, ông Nguyễn Trường Khoa chia sẻ với Sporting News. Sự có mặt của Kaelin Nguyễn tại Việt Nam và quá trình thử việc tại Hải Phòng là tín hiệu anh muốn chơi ở cấp độ đội tuyển Việt Nam. Nếu Kaelin Nguyễn thể hiện được tài năng thì đó sẽ là tín hiệu vui cho bóng đá trẻ nước nhà. Vừa qua thì đội tuyển U23 Việt Nam cũng đang đi tập huấn tại Tajikistan và vừa có trận giao hữu thắng đội U23 chủ nhà 1-0 đêm ngày hôm qua. Và hai đội sẽ tái đấu ngày 23 tháng 3 tới để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024, nơi mà U23 Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất là lọt vào top 4, hòng là cạnh tranh vé dự Olympic Paris 2024.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.